Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần sút lê đơ SV độ cứng CX. Sút lê đơ SV độ cứng CX của Shimano sản xuất. Shimano Indonesia các bạn. Tem nội địa Nhật. Cần này cần bãi các bạn. Còn 90% rất đẹp. Chuôi cần. Còn bẩn yên này, bát cao còn nguyên bản chưa hạ bát, đang vừa về một lô sẽ up lên từng cây riêng một video bạn quan sát dễ. CT 4-25 Slender bát cao đây bạn. Đây tem cửa hàng bên Nhật. Fuji. Bát Fuji. Khuyên bát Fuji các bạn. Năm khoen đốt ngọn này bạn, kẹp đốt ngọn này. Hai ly 8 gì đấy, gần 3 ly ngọn này. Bên, đen ngọn định vị khoen các bạn nhé. Vị khoen này đốt ngọn không xước gì các bạn nhé. Đốt thứ hai này. Gần như là không sức lắm ạ. Cần ngọn đẹp. Vẫn đẹp nguyên. Không vết xước. Còn nguyên bát Fuji. Slender FV. Vừa rồi Hải Đăng Fishing xin chào và lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.